tại sao lại dụ dỗ quá nhi của muội? Quá nhi của muội, tại hắn dụ dỗ tỷ thôi. Những gì tỷ ấy nói có phải thật không? Hôm qua huynh mới chinh phục muội, sao hôm nay huynh lại dụ dỗ tỷ ấy chứ? Không biết nữa, có thể cao hứng bộc phát. Một con chim không chân là vậy đó. Được, nếu huynh là số mạng an bài của muội, muội yêu huynh cũng không ngại chiều theo. Muội chỉ muốn có thể ở bên cạnh huynh thôi. Sao phải chiều tôi chứ? Chiều được một lúc cô chiều được suốt đời không? Cô ở bên cạnh tôi không có vui vẻ đâu. Thật ra huynh có yêu muội không? Cả đời huynh cũng không biết bản thân còn yêu thêm bao nhiêu người nữa. Chưa tới thời khắc cuối cùng cũng không biết bản thân mình yêu ai nhất nữa. Vậy huynh coi muội là cái gì chứ? Tính tới hiện tại muội là người huynh yêu nhất đó. Có nghe rõ không? Đừng để bám theo nữa. Hả? Quá si kê. Không được đụng vào tôi. Rồi đi không. Nè, dừng tay lại đi. Cô điên đủ chưa? Đúng là xấu hổ vô cùng đó. Người yêu huynh nhất là muội. Sao huynh đành để muội đau khổ? Cái này là tát cho cô tỉnh. Đừng nói nhiều lời nữa. Washiki, dù sao huynh ấy cũng yêu tôi hơn. Dù sao huynh ấy cũng vì tôi ruồng bỏ cô. Khôn hồn thì cô đi cho tôi đi. Trên đời này chỉ có Quá Nhi mới có thể quyết định sự đi ở của tôi. Cô cô bao đi đi. Tránh để cô làm phiền Quá Nhi lần nữa. Tôi dùng tư cách quyền chữ môn lệnh cho cô lập tức tới Tư Quá Nhai điện vích sám hối, cho đến khi cô không còn suy nghĩ lệch lạc với Tả Quá mới thôi. Thẳng tay vậy sao? Huynh không đành lòng sao? Làm gì có, làm tốt vô cùng huynh thấy thích lắm. Càng làm cho tình càng tốt đó. Bỏ ý định đi. Cho dù hôm nay muội bị dạng tiễn xuyên tâm, nhưng vì tình yêu muội mãi không hối hận.